Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài mang 7 tiết mục và chúng ta đã nắm được các kiến thức cơ bản về hình lăng trụ, đứng, tam giác cũng như là tứ giác, và đồng thời chúng ta cũng đã nắm được cái công thức tính diện tích xung quanh cũng như là thể tích. Diện tích xung quanh thì nó cũng đơn giản thôi, diện tích xung quanh của lăng trụ, bất kỳ lăng trụ nào thì nó cũng sẽ bằng là gì các em? Chu vi đáy nghĩa là C nhân với đường cao là H, nghĩa là S xung quanh sẽ bằng là C nhân H, nghĩa là chu vi đáy nhân với đường cao. Còn thể tích của một hình lăng trụ thì nó luôn luôn là bằng diện tích đáy và nhân với đường cao, nhớ là như vậy. Diện tích thì bằng chu vi, mà thể tích là diện tích đáy nhân đường cao nha. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Trong đây nó có 6 bài anh em ha. Nếu mà nó dễ thầy sẽ quay trong vòng một clip, mà nó khó thầy sẽ quay trong hai clip em nha. Mà những cái bài này thông thường thì rất là dễ, cũng không khó lắm đâu. Được chưa? Ta đi sang bài 10.1. Ta nói 10.11. Quan sát và gọi tên các mặt đáy này, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của hình lăng trụ đứng tam giác ở hình 10.31. Cái này dễ. Bây giờ nè, chúng ta mặt đáy trước nha. Mặt đáy nghĩa là cái mặt ở phía trên này, là mặt phía dưới này, hai mặt đáy này song song với nhau này. Như vậy thì chúng ta có này, hai mặt đáy. Đó chính là ABC với lại là MBN. Rồi, gì nữa đây? Mặt bên thì có 3 mặt bên đúng không? 3 mặt bên. Như vậy có 3 mặt bên thì nó chính là các hình chữ nhật. Ví dụ mặt bên đầu tiên chúng ta thấy là AMBC. AMBC này. Rồi như là mặt phía bên đây là ABNM. Và cái mặt phía đằng sau là BCBN. Được chưa? Tiếp tục. Ở đây người ta hỏi như nữa đây. Cạnh đáy chắc chắn nó sẽ có mấy cạnh? 6 cạnh, tại vì có hai đáy. Mà hai đáy là hai tam giác, một tam giác thì sẽ có 3 cạnh, thì hai đáy thì chắc chắn nó sẽ là có 6 cạnh. Bây giờ chúng ta kể cái đáy trên đây, các cạnh đáy trên đây trước nha. Là AB, AC và BC. Được chưa? Ở dưới này là MB, BN và NM đúng không? MB, BN và NM. Tiếp tục cạnh bên. Cạnh bên thì chắc chắn nó chỉ có mấy? Có 3 đúng không? Có 3 cạnh bên là các cái đường cao này, nó song song này, BN, AM và CB. BN, AM và CB xong. Thế thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta có 3 cạnh bên như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 12 nha. Ta muốn ghi chép thì bấm dùm video của thầy lại anh em nha. Ok. Thì học thay vì thầy dạy thêm các em thì các em sẽ đối diện trực tiếp với thầy, thì thầy dạy qua màn hình như này thì chúng ta cảm nhận được những gì thầy truyền đạt và lời nói. Mà cũng có khi chúng ta học như này chúng ta hết sức tập trung này, chứ các em nhìn thầy mà thầy đẹp trai quá các em sẽ không tập trung được đâu. Tự tin thầy ớn em à. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 10.12. Ta đi sang có bài 12 em. Quan sát hình 10.32 và cho biết cạnh nào trong các cạnh 1, 2, 3 ghép với cạnh AB để được một hình lăng trụ đứng. Ở đây người ta cho chúng ta là cạnh số 1 này, cạnh số 2 và cạnh số 3. Cạnh số 3 thì không thể nào ghép với cạnh AB này được. Chứng tỏ chúng ta loại, tại vì ở đây thì ta hình dung này, ta ụp lại. Chúng ta ụp lại như này, đúng không? Thì chứng tỏ cái cạnh nào em? Đó chính là cạnh số 1 này. Cạnh số 1, em ghi đây là cạnh số 1 ghép với cạnh AB. Để được một hình lăng trụ đứng. Từ thế nào? Hồi sáng cái tay của thầy móc vô cái gai kìa em. Nó là một đường chà bá này. Rác muốn chết luôn. Lấy cái miếng băng cá nhân để đắp vô đây. Xui mà xui. Rồi, ta đi sang bài tiếp theo, 10.13 nha.
10.13, ở đây người ta yêu cầu các em tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong hình này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nó chính là một hình lăng trụ đứng tam giác. Diện tích xung quanh thì sẽ bằng chu vi đáy nhân với đường cao. Cái này dễ ha, chúng ta làm nhanh. Diện tích xung quanh. Như vậy S xung quanh thì bằng chu vi đáy. Chu vi đáy lấy ba cạnh này cộng lại, tại vì đáy của nó là một tam giác đúng không? 6 cộng 8 cộng 10 nhân với đường cao là 15. Đúng không? Đây chúng ta bấm máy tính đi. 6 cộng 8 cộng 10 360 em. Ở đây đơn vị là cm ha. Ở đây 360 cm mét vuông. Rồi xong, thể tích. Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với đường cao. Như vậy diện tích đáy, đáy ở đây là một tam giác vuông. Đúng không nào? Như vậy thể tích này. Hồi chúng ta cứ tính diện tích đáy trước đây. Diện tích đáy. Diện tích đáy của lăng trụ. Đây chính là tam giác vuông này. Như vậy S đáy nó sẽ bằng là nếu mà diện tích của tam giác vuông thì bằng 1/2 nhân với hai cạnh góc vuông. Hai cạnh góc vuông này các em. Tại vì nó đã có công thức các em nha. Lấy 6 nhân 8. 6 chia 2 bằng 3, 3 bằng 8 bằng 24 cm vuông. Rồi, bây giờ chúng ta tính thể tích của lăng trụ đứng tam giác. Như vậy V sẽ bằng S đáy nhân với đường cao. S đáy là bằng 24. Đúng em, nhân đường cao chúng ta cũng là 15. Ok chưa? Như vậy 24 nhân với 15. Ồ, nó cũng bằng 360 mét khối nha. Xong. Hiểu chưa? Vậy thì chắc có lẽ thầy sẽ quay luôn cho em hết cái 6 bài này trong một clip nha. Tại vì thầy quan sát là chưa tới 8 phút. Những bài này thường nó cũng khá là ngắn chứ không phải dài. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 10.14 em. Đã hỏi gì đây em? Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.34. Đáy của lăng trụ này, đáy của hình lăng trụ đứng này, mặt bên của thùng hàng là một hình thang vuông. Một hình thang vuông nhá nha. Rồi, ở đây kết thúc rồi. Hỏi thùng có dung tích là bao nhiêu mét khối? Nghĩa là ở đây dung tích, nghĩa là chúng ta đi tính thể tích, mà thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với đường cao. Như vậy thì cái đáy chúng ta là đây này. Cái đáy, cái phần này gọi là phần đáy này. Được chưa? Các em hiểu không? Đây là phần đáy này. Ok. Còn cái cạnh mà 3 đây này gọi là cái đường cao của lăng trụ nha. Đây là đường cao của lăng trụ. Ok chưa? Như vậy thì cái đáy này là ở đây. Từ từ nào. Đấy. Đường cao đây 3, ở đây 3, ở đây 3 chứ. Từ từ. Thì đây 3. Đây 1.5 thì đây 1.5. Đường cao lăng trụ đây các em, nhầm. Đây. Cái anh này mới là đường cao của lăng trụ là 2 nhá. Đường cao của lăng trụ là 2 mét. Thầy bị lé sao không biết. Đây bị 2 là 2 này. Còn ở đây là đáy nhỏ này, đáy lớn này. Và đường cao, ở đây là đường cao của hình thang này. Chúng ta sẽ tính diện tích của hình thang ra. Diện tích đáy ra trước nha. Rồi các em ghi là diện tích đáy. Nhìn thật kỹ không bị lé xíu là sai nha. Diện tích đáy của hình lăng trụ, hình lăng trụ đứng là như vậy. S đáy, bây giờ nó một hình thang thì chúng ta chỉ lấy đáy nhỏ này cộng đáy lớn này nhân với đường cao và các em chia 2 nha. Đáy nhỏ là 1 mấy các em, hồi nãy thầy tô miết đây 1.5 chứ không phải 1.6 nha. Cộng cho đáy lớn là 3 nhân với đường cao đây là 1.5 và chia đây cho 2, đúng không? Mở ngoặc ra 1.5 cộng 3 là 4.5 nhân ở đây cho 1.5 chia đây cho 2. Rồi bấm đây. Đây bằng là 3.375 nha.
Đây đơn vị là mét vuông. Rồi, có cái diện tích đấy rồi thì chúng ta tính thể tích thôi. Thể tích nghĩa là dung tích đó, của hình lăng trụ. Hình lăng trụ nghĩa là cái thùng á. Cái thùng á. Là như vậy thì ở đây thể tích thì sẽ bằng diện tích đáy này nhân với đường cao này 3,375 nhân đường cao chúng ta đây là 2 này. Cái số 2 này chính là đường cao của hình lăng trụ em nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 cái đường cao này. Nghĩa là 4 cái cạnh bên đấy. Đây nhân với 2. Hiểu chưa? 6,75. Mét khối. Ok. Rồi, ta sẽ đi sang bài 15 anh em. 15. Cho rõ như nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái 10.15 này. Cứ nhớ công thức diện tích với thể tích là ra hết chứ có ở đâu em. Những cái này toàn là công thức không, nó khá là dễ ha. Một hình gồm hai hình lăng trụ đứng ghép lại với kích thước ở hình tính thể tích lăng trụ, nghĩa là V sẽ bằng V1 cộng V2 đấy. Thì bây giờ chúng ta chia ra. Một á, đây là hình hộp chữ nhật này, đây là lăng trụ đứng tam giác. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái V1 trước là hình hộp chữ nhật trước nha. Được không? Hình hộp chữ nhật. Như vậy thì ở đây chúng ta có là cái thể tích hình hộp chữ nhật là ở đây em ta ký vào đây là V1. Như vậy bằng chiều dài, chiều rộng, chiều cao này, dài này, rộng này, cao này, ví dụ thế. Không là ở đây là tùy. Phải không? Ví dụ đây là rộng này, đây là dài này, đây là 10. Ở đây 10 thì thằng này 10. Dài, rộng, cao. Như vậy thì 10 nhân 5 nhân cho 8. 5 8 40 nhân 10 là 400 cm vuông. Được chưa? 400. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính thể tích của cái lăng trụ đứng tam giác. Ta tính trực tiếp luôn nha, tính thể tích lăng trụ đứng tam giác là bây giờ chúng ta như này. Cái anh này, cái đường cao này á là 3. Thì chúng ta phải tính diện tích đáy trước. Cái cạnh này này, cạnh này tương ứng bao nhiêu? Ở đây 10, anh này 10, anh này 10 thì anh này cũng sẽ 10. Chứng tỏ chúng ta sẽ tính cái này, chúng ta sẽ tính ra được diện tích đáy này. Đúng không? Diện tích đáy. Hiểu không? Còn cái đường cao của lăng trụ này á, ở đây là mấy? Ở đây là 8. Thì chứng tỏ cạnh này cũng 8, và anh này cũng 8, và anh này cũng sẽ là 8. Chứng tỏ diện tích đáy chúng ta đây là lấy 1 phần 2 nhân đường cao nhân với cạnh tương ứng đây là 10. Là chúng ta tính ra được diện tích đáy này. Như vậy V2 này, cái diện tích đáy của chúng ta á, diện tích đáy chúng ta là bằng 1 phần 2 này. Nhân cho đường cao đây là 3 này, mình nhân đây cho 10 này. Đây là diện tích đáy này. Nhân với đường cao của hình lăng trụ đứng tam giác đó chính là mấy? Là 8 này. Em hiểu không? Đây chính là 8. Bằng. Như vậy ở đây chúng ta thấy là 10 chia 2 bằng 5, 5 nhân cho 3 là bằng 15. Em lấy 8 mà nhân cho 15. Đúng rồi. Em ở đây là 10 đúng không? Ở đây là 10 5 phải không nhỉ? Cái đáy của chúng ta này, đáy tương ứng của chúng ta này, thằng này là 10. Đúng chưa? Đây, tính nhanh nhanh 15 nhân 8 120 em 120 cm khối. Được chưa? Vậy, ta kết luận vậy. Thể tích ở đây người ta yêu cầu là tính thể tích của lăng trụ là như vậy. V sẽ bằng V1 cộng cho V2 cái đồ nào như vậy thì ở đây sẽ bằng 400 cộng 120 thì ở đây sẽ bằng là 520 cm khối. Được chưa? Ta rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài tiếp theo, đó chính là cái bài 10.16, cũng là bài cuối cùng trong clip hôm nay ha. Khá là đơn giản. Một hộp đựng khẩu trang y tế được làm bằng bìa cứng có dạng một hình hộp chữ nhật.
kích thước như hình 10.36 câu A. Hãy tính thể tích của hộp. Thể tích thì bằng dài nhân rộng nhân cao. Trời ơi, câu này quá dễ ha. Như vậy câu A là thể tích của hộp là, như vậy V của chúng ta sẽ bằng là dài 20 nhân rộng là 10 và nhân cho cao là 8. 200, ở đây là 1600 đúng không? Cm vuông. À, khó nhé. Nhầm. Câu B. Tính diện tích bìa cứng dùng để làm hộp bỏ qua mép dán. Ở trên này nó rỗng này. Từ từ, cái hộp này thì coi thử này. Chắc là trên này nó vẫn kín luôn em. Cái hộp này chứng tỏ phải tính diện tích hai đáy. Nghĩa là chúng ta phải tính diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy thì ra được tổng cái diện tích mà cần phải có cái bìa cứng để mà làm. Em hiểu nào? Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh trước. Ở đây diện tích xung quanh của hộp là, nó là hình hộp chữ nhật, như vậy diện tích xung quanh đó thì theo công thức là bằng 2 này nhân chiều dài cộng chiều rộng là 20. Nghĩa bằng, cũng bằng chu vi đáy nhân với đường cao đấy. Chu vi đáy nhân đường cao, đây chu vi đáy này. Đường cao chúng ta đây là 8. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta 2 nhân ở đây cho bao nhiêu? 30 đúng không? Nhân đây cho 8. 480 cm vuông. Bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích hai đáy. Mà đáy đây là hình chữ nhật. Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng và nhân cho 2. Chúng ta tính diện tích một đáy và nhân 2. Ở đây em ghi là tổng diện tích hai đáy. Là diện tích một đáy này là 20 nhân 10 này. Đây là một đáy em nhân cho 2 ở đây. Đây 200 nhân 2 nữa là thành mấy? 400 đúng không? Cm vuông. Được không? Như vậy thì ở đây chúng ta vậy diện tích, đây này, chúng ta lấy câu này kem ghi này, diện tích bìa cứng dùng để làm hộp đổ qua miền dán là, đấy kem ghi thầy câu này vô này. Vậy diện tích bìa cứng dùng để làm hộp bỏ qua mép dán là nha. Là ở đây là chúng ta sẽ lấy hai này cộng lại. Như vậy thì sẽ bằng 480 cộng cho 400 sẽ bằng 880 cm vuông. Xong nha. Cái câu kết luận cuối cùng là các em lấy câu này ghi vô này. Đây. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần luyện tập. Luyện tập xong là tới phần bài tập cuối chương nữa là xong cái chương trình nha. Coi như là thầy đã hoàn thành xong cái chương trình của 3 bộ sách toán lớp 7 của năm nay rồi. Sang năm thì chúng ta sẽ, thầy sẽ tiếp tục đồng hành với em ở lớp 8. Chúc em học tốt, bye bye nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh đẹp luôn.